chạy đó đó. Bây giờ chạy quá nhanh. Dầm lên nè. Chưa hàm ra. Đi ra. Có gì hết. Đi ra. Đây là kỹ năng của tài xế các bạn. Rồi, chưa dám đẩy hết cần các bạn. Còn nương 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 nè. Xả giạc nha. Đó quá. Ban nữa hả? Đây này là khỏe lính luôn. Thì lúa hay nhiều các bạn ơi, làm hay lâu chút. Ngày nào nó mướt cũng mướt luôn là nó mới chạy được. Xong bây giờ ngạt khoan xong giờ làm xong xuôi giờ chạy tiếp các bạn. Ra lúa là tại vì lứ mòn, anh mòn thôi. Không có gì hết. Máy này chắc không có sửa sang. Rồi, cái này chạy chưa hàm ra là hết, không có gì đâu các bạn. Rồi, còn đường cuối nữa xong các bạn ơi. Xong một chủ. Máy này bây giờ là không còn chạy nhanh nữa được đâu. Không dám nhanh. À, đây. Chạy gần rồi, tốc độ ok. Qua chỗ nào nữa đây? Như xe không có đâu. Đây là 60 cổ các bạn. Đây cái hàm nó đây. Rồi chạy ok. Cái này còn ít lúa, chạy nhanh lên. Rồi Uli đấu quá nhỏ các bạn. Quá màu. Trong chỗ này cái khu này không hề còn khu nào thấy ba còn nhiều, các cả khu cặp cặp bên mà không biết khu nào thôi. Rồi chưa kéo đang đậu đợi ở đây kéo xa các bạn. Có mưa bây giờ hiếm lắm, lâu lâu mới có được chạy con mùa thủy các bạn coi. Đây có xã khu đây. Bạn xem video nhớ like, subscribe cái kênh để ủng hộ mình nha. Động lực làm video mới. Máy này quá lâu rồi. Mà giờ trò chạy đồ đạc không kêu là máy này cũng xài cũng kỹ lắm các bạn. Có điều dàn lông nó hơi cũ nha. Tốc độ của máy này thì rất là nhanh. Nhưng mà người ta nói ra lúa chắc sới không chạy nhanh. Bây giờ chậm lại. Đấy, cái này chưa dám đẩy hết cần các bạn. Còn nương 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 nè. Xả giạc nha. Con đất dân tộc này cũng được im. Dài vuông. Bề ngang nhỏ bề dài dài. Chữ lớn ra ngoài. Đây đang đây chú bụi đang đợi.
Ba quỷ gì ta chứ. Rồi, xếp tới đâu rồi? Tới trong kia các bạn ơi. Nhiều xuê, không chạy lại của máy đâu, tốc độ máy này ghê lắm. Ở đây mình quay người ta nhìn bên ngoài, đây tập không biết mình làm gì. Đất này sẽ dạt đá lắm các bạn, bờ mẫu nhỏ nhỏ, đất thưa thưa thì rất ok. Đây là sẽ dạt mình đang sợ ra lúa các bạn, chưa dám chạy. Có thể là vài vòng sau các có thể các bạn thấy em chạy hết cần. Lúa tài xế này cũng hơi già nha, hơi lớn tuổi rồi. Máy này của người Việt quá, hai người hứng là hai người lính hứng vào dân tộc. Trong miếng này các bạn. Rồi đang chạy ra các bạn ơi. Cái này chạy chậm rồi. Còn dám chạy nhanh như hồi nãy nữa. Mùi lắm nha các bạn. Đang ngồi ở đây đợi anh ra đâu quay anh đây. Quá. Cái bom nó hơi kêu các bạn ơi, nghe rồi. Bụi quá bụi các bạn ơi. Người dân tộc ở đây mặn lúa ít nhẹ nhẹ phân nhẹ rút hơn người người Kinh nghe các bạn. Các bạn ít sụt sọt hơn. Máy này vậy cũng hợp vậy đó. Chơi các bạn. Cái này chưa hàm qua là chơi. Không còn sợ ra lúa gì đâu. Khu này chạy khoảng chừng 15 phút mới là xong khu này rồi. Thì mình quay thì ta phải quay mấy bự mấy ấy đâu. Thì kiếm mấy cỏ quay các bạn coi. Mấy bên, máy này đóng poly lên 1 tấc 2. 2 tấc 2 năm. Poly của máy cắt này 60 này trước là 1 tấc 3 3 ly. Đóng lại còn 2 tấc 2 năm. Ai uống nhanh nhanh thì đấu càng nhỏ. Uống nhanh nữa thì gắn bánh chính vô. Máy này vừa đóng poly vừa bánh chính. Bây giờ xin nhanh, có chiếc máy kéo luôn các bạn. Rồi, sự cố gì nữa các bạn ơi. Bây giờ mình ngồi mình tưởng gì bây giờ đâu quay. Thấy chiếc máy kéo này chở mấy ghê các bạn nhỏ mình nó chở. Gắn kéo cho hết cái đường luôn.
tập ngay đất này, trong cái việc này là không có việc lọt vô nha. Hứa các bạn luôn, toàn người dân tộc. Rồi tắt máy rồi các bạn. Thiếu dây. Còn lên khối nữa các bạn ơi, nghe khoan tiếp. Sao máy nghe khoan hoài ta? Làm gì nghe khoan hoài vậy? Rồi đây nghe khoan nữa hả? Đậu lại là nghe khoan hả? Đây, cách xả khoan của tôi cho các bạn ơi, đang vô bông nhắc cảnh nhả cái bông nha. Đây là cách mới nha. Anh em nào giờ mình chưa gặp phải làm gì. Muốn hư tác rồi. Hả? Muốn hư cánh tác rồi. Đây, nhấp nhả cho lúa rớt ra. Không, bữa nay nghỉ bữa. Đó, dây này là khỏe lính luôn. Thì lúa hơi nhiều các bạn ơi, làm hơi lâu một chút. Ngày nào nó mướt luôn là nó mới chạy được nha. Nó chạy được rồi đó. Quả này sườn bọn gì hư đó các bạn ơi. Rồi, sẽ anh vô đóng lại xong phim.